Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã thông qua nghị quyết miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và công trình văn hóa bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2021. Điều này đã thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của thành phố trong việc thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch Đà Nẵng. Theo đó, trong cả năm 2021, du khách đến tham quan Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ được miễn 100% phí tham quan. Dù miễn phí nhưng du khách đến tham quan vẫn luôn được hướng dẫn, phục vụ tận tình. Để kích cầu du lịch, đây là sự cần thiết. Đối với một cơ quan quản lý rất ý thức chấp hành và cô đây là nhiệm vụ rất là sát đúng với cái thực tế của đơn vị cũng như của địa phương. Thế thì là chắc chắn rằng là cái nguồn thu là nó không có, nhưng không phải vì là không có nguồn thu mà chúng ta lơ là trong cái công tác và thái độ phục vụ. Nhưng những lúc này là chúng ta phục vụ tốt hơn và chúng ta phải làm một cách nhiệt thành hơn thì mới ý nghĩa và đấu đúng với quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Việc miễn 100% phí tham quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành đa dạng các chương trình tour tuyến thu hút khách trong thời gian đến. Bởi khi không mất phí, giá thành tour sẽ giảm trong khi chất lượng dịch vụ điểm đến vẫn đảm bảo. Những nơi miễn phí tham quan cũng là những khu điểm du lịch được khá nhiều du khách lựa chọn trong hành trình tham quan tại thành phố biển Đà Nẵng. Miễn phí vé như vậy vào cổng mấy cái bảo tàng như thế này thì rất là hay. Và tôi muốn là những cái công ty lữ hành hoặc là những cái đoàn tổ chức tour du lịch mở những cái tour để đi đến với bảo tàng như thế này. Bởi vì trong bảo tàng nó chứa đựng rất là nhiều kho tàng kiến thức. Tôi nghĩ đây là một cái sự giúp sức và thể hiện cái sự đồng hành của chính quyền địa phương đối với các doanh nghiệp du lịch, tạo điều kiện cho du khách quay lại với thành phố chúng ta nhiều hơn. Đối với Sài Gòn Tourist thì chúng tôi nghĩ là có hai phương án. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tạo lên những cái dòng sản phẩm mới, trong đó có những cái điểm mà thành phố vừa mới cho cái chương trình kích cầu. Cái thứ hai đó là cộng với những cái chương trình cũ, những cái điểm tham quan người ta đi là truyền thống ở tại khu vực, thì chúng tôi sẽ dùng những cái điểm tham quan này để đưa vào trong chương trình. Với sự phong phú của các tour dự kiến sẽ được tung ra theo chủ trương miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2021, các doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng sẽ đón được nhiều đoàn du khách hơn trong thời gian đến, qua đó góp phần đưa hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng khởi sắc trở lại.